Bước 1, thành viên phụ trách tổ chức bầu cử và những người có liên quan được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào vị trí làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử. Bước 2, cử tri đến địa điểm bỏ phiếu để bầu cử, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 như khai báo y tế, đeo khẩu trang, đi theo hàng, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, khử khuẩn tay. Bước 3, cử tri kiểm tra và tìm hiểu thông tin của người ứng cử. Tại khu vực niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử, cử tri kiểm tra và tìm hiểu thông tin của người ứng cử. Bước 4, cử tri trình thẻ cử tri. Tại bàn thu thẻ cử tri và phát phiếu bầu cử, cử tri trình thẻ cử tri. Sau khi được phát phiếu bầu, cử tri được nhận lại thẻ và tiến đến khu vực viết phiếu bầu. Bước 5, cử tri viết phiếu bầu. Tại khu vực viết phiếu bầu, cử tri viết phiếu bầu xong và khử khuẩn tay trước khi rời bàn viết phiếu. Bước 6, cử tri bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Tại hòm phiếu, cử tri bỏ phiếu theo hướng dẫn và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét so với người phía trước và người phía sau. Bước 7, sau khi cử tri bỏ phiếu, cử tri đưa thẻ cử tri để thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu. Cử tri khử khuẩn tay và đảm bảo giữ khoảng cách khi ra về theo lối chỉ dẫn.